Xin chào các bạn, ở video nào dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc sẽ cùng các bạn tìm hiểu về trường hợp công ty mua xe ô tô của cá nhân thì cần những cái thủ tục gì để chuyển thành tài sản cố định và tính cái khấu hao cho cái xe đó. Thì tôi lưu ý cho các bạn ba cái lưu ý sau. Như thứ nhất là cá nhân nhưng mà không kinh doanh thì khi mua bán ô tô, bán tài sản cố định sẽ không phải kê khai và tính thuế giá trị gia tăng và cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn cho cá nhân đó. Lưu ý thứ hai là khi doanh nghiệp bạn mua tài sản cố định là xe ô tô của cá nhân không kinh doanh thuộc đối tượng không phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ giấy tờ như sau để thì hợp lý cái chi phí và tính cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhất là bạn phải làm cái bảng kê mua vào mà không có hóa đơn theo cái mẫu 01 thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo cái thông tư 78 ấy, phải có chữ ký đóng dấu của giám đốc bạn nhé. Thứ hai là các bạn có cái chứng từ thanh toán. Ở đây thì chứng từ thanh toán thì bạn có thể dùng tiền mặt hoặc là chuyển khoản đều được vì không có hóa đơn mà các bạn. Thứ ba là cái hợp đồng mua bán xe phải công chứng, các bạn phải ra cái văn phòng công chứng ấy, thì các bạn công chứng cái hợp đồng này nhé. Thứ tư là các bạn làm biên bản bàn giao xe và các cái phụ tùng kèm theo. Thứ năm là các bạn kèm theo cái giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu sử dụng xe ô tô, và thứ sáu là các bạn photo cái chứng minh thư của chủ xe lại. Thì đây là một số cái mẫu, như đây là mẫu bảng kê mua vào hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn này. Đây mẫu này, đây là mẫu hợp đồng mua bán tài sản này. Các bạn làm theo cái mẫu này và các bên ký đóng dấu. Đây là cái biên bản bán giao tài sản. Và đây là cái mẫu tờ khai lệ phí môn bài. Bạn nào mà cần cái mẫu này thì có thể comment xuống dưới video này để mình có thể là gửi cho các bạn nhé. Các bạn comment cái địa chỉ thư. Và các bạn nếu thấy video hay hữu ích vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Các bạn nào cần thì có thể là để lại comment để mình có thể là gửi cho các bạn. Tiếp theo đây là cái lưu ý thứ ba là các bạn phải đi nộp cái lệ phí môn bài. Thì nói các bạn là cái lưu ý thứ ba là bạn phải đi nộp cái lệ phí trước bạ và làm cái thủ tục chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu sang tên công ty. Sau đó thì cái xe sẽ đứng tên công ty. Đến đây thì có một cái vấn đề là nhiều bạn đến đây lại lúng túng là thế thì cái việc tính khấu hao thì sẽ như thế nào, thời gian tính khấu hao thì căn cứ vào đâu. Câu hỏi này rất là thú vị đúng không các bạn. Chúng ta mua xe mới thì nó có cái mục theo cái căn cứ theo cái thông tư 45 năm 2013 và thông tư của Bộ Tài chính, cứ thế mới áp vào thôi. Thế còn mua xe cũ thì như thế nào? Thì vấn đề này thì các bạn phải nắm rõ được hai cái công thức như thế này. Đó là nguyên giá ấy, thì bằng giá thực tế cộng với các khoản thuế và các khoản chi phí trước khi tài sản đưa vào để sử dụng. Và thứ hai đó là cái thời gian trước khấu hao sẽ bằng cái giá trị thực tế mua trên cho giá bán của xe ô tô cùng loại mới. Các bạn cái này cái giá bán của xe mới thì các bạn có thể lên mạng search để tham khảo cái giá mới của cái xe này. Thời gian trước khấu hao sẽ bằng giá trị mua thực tế trên với giá bán của xe ô tô cùng loại mới 100% và nhân với cái thời gian trước khấu hao của xe ô tô mới cùng loại xác định theo cái phụ lục 1 ban hành theo cái thông tư 45. Ở đây thì mình có cái ví dụ như này này. Công ty dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc thì mua một cái xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân và cá nhân này không kinh doanh. Giá trị theo hợp đồng thỏa thuận đó là 1 tỷ. Và lệ phí trước bạ là 90 triệu. Và mua về thì công ty có đưa vào sử dụng ngay. Thì xác định cái nguyên giá của xe sẽ bằng 1 tỷ này, cộng với 90 triệu cái thuế trước bạ sẽ bằng 1 tỷ 090 triệu. Và qua cái tìm hiểu trên thị trường ấy, thì cái giá bán của xe ô tô
tương đương trên thị trường là 1,5 tỷ. Và với xe mới này thì thời gian chiết khấu hao của ô tô mới và tra trên cái thông tư 45 ấy, là thời gian chiết khấu hao từ 6 đến 10 năm, công ty chọn cái mức lựa chọn ở cái mức trung bình đó là 8 năm thì thời gian chiết khấu hao xe ô tô cũ được xác định nó là bằng 1 tỷ này. Trên cái giá xe mới một tại thời điểm hiện tại đã là 1,5 tỷ này, nhân với cái thời gian chiết khấu hao sẽ bằng tương đương 15,33, tương đương bằng 5,33 năm. Ở đây thì đơn vị đấy làm tròn là 5,5 năm và tương đương là 66 tháng. Thì cái mức chiết khấu hao hàng tháng bằng nguyên giá trên cái thời gian chiết khấu hao thì sẽ bằng 1,090 tỷ mà chia cho 66 tháng, tương đương nó khoảng là 16,515,151 trên một tháng. Thế thì cái mức tính khấu hao hàng năm sẽ bằng là 16,515,151 nhân 12 tháng nó khoảng tương đương là 198,181 nghìn trên 5. Và đến đây thì các bạn là tiến hành ghi sổ vào cái sổ sách của các bạn thôi. Và như vậy là vừa rồi là chỗ dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc đã cùng các bạn tìm hiểu và chia sẻ cái thủ tục, các cái thủ tục về công ty mua tài sản cá nhân và thủ tục để chuyển thành tài sản cố định và tính khấu hao. Nếu thấy video hay hữu ích, các bạn vui lòng đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.